tháng 11 tới, một diễn đàn của các nền kinh tế chiếm tổng cộng 39% dân số thế giới, 59% GDP toàn cầu, 48% thương mại quốc tế và chiếm khoảng 53% tổng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI của thế giới sẽ được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng tươi đẹp. Tuần lễ cấp cao APEC sẽ có sự tham dự của lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên APEC cùng khoảng 10.000 đại biểu quốc tế và trong nước. Tuần lễ cấp cao APEC sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm đối tác kinh doanh. APEC 2017 tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung.